tim. Đầu tiên, chân trái bước ra, hai tay bước từ dưới lên trên, tạo thành hình trái tim, thu chân về, hướng sang bên trái, bên phải. Tiếp theo, hạ tay trái xuống, tay phải đấm, đánh theo đầu. Một, hai, hai lần, lần thứ ba đánh quay đầu. Thu hai tay về trước ngực, đồng thời chân kiễng lên, chúi tay xuống. Chân trái thu xuống, tay đan vào vai, bắt đầu nhảy lên. Một, hai, hai lần, lần thứ ba bắt đầu đánh tay lên. Ba, bốn. Hai tay sang ngang, quay đồng thời, chân phải bước lên. Một, chân trái, hai tay chân trước, chân trái nhấc lên. Bắt đầu một, hai, tay trái xuống dưới áp vào tay phải, chân thu về, đồng thời tay xuống dưới, hai tay ôm eo. Bước sang ngang, tay phải vẫn chống hông, đồng thời tay trái quay, chân phải bước lên. Chân trái gập, tay phải để vào vai phải. Chân trùng lại, bắt đầu nhảy sang bên trái, đồng thời tay phải giơ lên. Một, hai, ba. Hai tay xuống dưới, đánh hông xuống bên phải. Tay phải giơ lên, đến tay trái. Tay phải đứng sang ngang, đồng thời tay trái gặp tay phải. Xoay một vòng, chân trái kiếng, đồng thời tay về đây, đánh vào vai, giơ sang ngang và hai tay hất lên. Động tác tiếp theo, chân sang ngang, tay trái chống hông, tay phải sang bên trái, bên phải, bên trái, ngoáy sang, đi sang bên này, hai tay để trước ngực, cuốn, đan vào nhau, sang ngang, vào lắm đấm, chụm chân lại. Bắt đầu, tay phải đứng lên trên, hai cái nhảy lên. Một, hai, hạ tay phải xuống, tay trái lên, chân phải lên. Bắt đầu đánh xuống. Một, hai. Tiếp theo, hai chân sang ngang. Tay phải để vào vai trái, đồng thời chân phải quỵ xuống. Kéo tay phải vòng tròn xuống. Tay trái thay thế tay phải để vào vai phải. Về vị trí cũ, tay phải giơ lên, hạ xuống, đánh mặt sang trái, về phía trước và vẽ hình trái đi. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp lại 5 động tác vừa mình đã dạy các bạn thành một bài. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hất lên, rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.